Rồi, hello anh em nha. Hôm nay em lên thêm cho anh em mình một số mặt hàng nữa nha anh em. Thì hôm nay rồi có mấy cây phan pin anh em, phan cỏ nha anh em ha. Phan pin, phan cỏ anh em. Thì cũng lựa lựa một vài con để lên phục vụ cho anh em mình, có phục vụ cho anh em mình trong công việc nha. Chứ là hôm nay em soạn lên mấy con máy rửa xe nữa nè, mấy con máy rửa xe nữa nha. Máy massage, bào rồi khoan anh em. Với lại hôm nay lên cho anh em mình con mài đá nước anh em, con mài đá nước với lại con cắt sắt bàn lưỡi hợp kim. Nè, cắt sắt bàn lưỡi hợp kim anh em. Đó, cắt sắt bàn tua chậm lưỡi hợp kim nha nè, cắt sắt bàn tua chậm lưỡi hợp kim. Với lại em còn một cuộn rotor nè, rotor đây ha. Rotor nè, đó hai cuộn, em bán hết cuộn, còn cuộn như nè. Đó, con cắt sắt bàn tua chậm lưỡi hợp kim nè. Đó, lưỡi 254 nha nè. Con mài mài đá nước nè, mài hai đầu ha, mài đá nước. Rồi mấy rửa xe nè, rửa xe lớn ha, rửa xe lớn, rửa xe công nghiệp nè. Đó, Makita, Ryobi, Karcher ha. Blacktucker nè. Đấy, với lại một số máy máy mài nè, máy mài điện 220 nè, còn trong kia là điện 110 nha. Với lại mấy con khoan bắn vít pin nè, nói chung máy cỏ ha, máy cỏ mà mấy con là mấy con hàng lựa hàng tiện hết rồi nè. Đấy. Rồi anh em, thì anh em nào chưa đăng ký kênh, ủng hộ em một cái nút đăng ký kênh bên cái góc phải của màn hình nha anh em nha, để tiện theo dõi những sản phẩm bên em cũng như là để cập nhật những cái video mới nhất từ em. Anh em xem video thì cho em xin một cái like luôn anh em, cho em xin một cái like, nút like anh em đó, để tương tác kênh nha anh em. Anh em tương tác kênh cho em xin một cái nút like nha. Đấy. Rồi thì về hình thức mua bán anh em, thì từ trước tới giờ những em nào mà đã mua hàng bên em lâu dài thì cũng đã biết về hình thức mua bán bên em mà ha. Hình thức thứ nhất á, nếu anh em chuyển khoản đủ em sẽ bao phí ship, bao phí vận chuyển cho anh em mình. Còn hình thức thứ hai, anh em muốn ship COD nhận hàng thanh toán á, thì anh em cọc giúp em tiền phí ship 50.000, cọc thì không bao ship nha anh em nha. Rồi thì anh em mình cũng nắm được ha. Thì bây giờ mình bắt đầu vô quay chi tiết những sản phẩm trên đây luôn. Ấy, rồi anh em cho một like đây, mình vô quay chi tiết luôn nha anh em. Thì đầu tiên em sẽ lên cho anh em mình đó là những con máy điện 220 trước nha anh em ạ. Đó, những con máy điện lên 220 trước. Đấy, thì những con này đã được em làm lại, em quấn lại toàn bộ phần dây đồng hết, đã lên 220 cho anh em mình rồi ha. Đấy. Làm lại cũng giống như con máy zin luôn nè. Thì em giả sử cho anh em mình dễ hiểu nè. Ví dụ như máy 110 á, nó quấn cái cuộn dây á là 100 vòng đi. Đó, thì về em mình muốn lên 220 thì phải làm sao anh em? Thì mình lên cái dòng tua gấp đôi, ví dụ như máy 110 nó quấn 100 vòng đi. Còn mình về mình quấn lên 220 thì mình quấn gấp đôi dòng lên là 220 vòng thì nó ra 220V. Em ví dụ cho anh em dễ hiểu nha. Ấy, rồi thì bây giờ mình bắt đầu vô, em sẽ quay chi tiết những con máy lên điện 220 trước nha anh em. Đó, anh em nào mình thích xài 110 thì có cho anh em mình luôn, và muốn xài 220 em cũng có luôn. Nói chung là đáp ứng đủ cái nhu cầu cho anh em mình ha. Rồi thì bây giờ em sẽ lên mấy con máy 220 trước nha anh em. Thì trước tiên em sẽ lên máy 220 nè. Đấy. Thôi bây giờ thì em lên máy pin trước đi nè, cho nó nhanh gọn ha, tại vì máy pin nó có mấy cây vậy nè. Rồi thì đầu tiên á nè, đầu tiên em lên cho anh em mình một cặp này đi nha nè, không có vỏ pin nha anh em ha. Đấy, vỏ pin này thì cũng dễ kiếm luôn nè, của Enman nè ha. Này là hai cây 14.4 nữa nè ha, đều là 14.4 nè, một cây tỉa cành với một cây cưa kiếm nè, còn lưỡi zin theo máy luôn nha. Đấy, cái vỏ nó thì có hơi bong bong nữa nè ha, do để chồng lên nhau nè, nó bị chóc, nó cắn với nhau nó chóc như này. Thằng này của Enman để lon xuất nhật nha nè, 14.4 nữa nè, 14.4 ha, 14.4 đó là cây cưa kiếm nè, xài pin nha, pin 14.4 nè, 14.4. Rồi thứ hai là một cây tỉa cành, tỉa hàng rào bonsai đồ nè anh em, cái lưỡi anh em thấy không, đẹp keng xà beng luôn. Đấy, thì hai con máy này là chạy tốt hết luôn, em bán giá thăng máy nha nè, chưa bao gồm, chưa có vỏ pin nha. Đó, bán giá thăng máy về anh em mình kiếm vỏ pin nha. Ấy, em có cục pin để test, anh em không có bán được, có cục này để test thôi. Rồi bây giờ em sẽ test từ cây cho anh em mình coi nha. Đấy, máy chạy ok lắm nè. Cái con này em đem ra em cắt thử rồi, cắt mấy cây cỏ rồi đó nè, cắt rất là ngọt luôn nè, cắt đã lắm ha. Rồi một cây, tiếp theo là cây cưa kiếm nè. Cây cưa kiếm này có điều tốt nha anh em ơi. Đấy, hai con này là đều chạy tốt hết nè. Rồi cặp này em bán thăng máy nha anh em ha, một cặp này là giá 300 anh em thăng máy nha. Đấy, để anh em mình giá này thì quá hợp lý rồi nè, về anh em mình sanh sửa cái phơi pháo rồi cũng được nha. Rồi em lên tiếp mã luôn, hôm nay em lên tiếp mã 50 nha nè, mã 50 nha, 50 em bán cặp này giá thăng máy nha anh em ha, một cây tỉa cành tỉa hàng rào nè, với lại
một cây cưa kiếm. Rồi cặp này giá thăng máy là 350.000 nha anh em, chuyển khoản đủ bao ship cho anh em mình luôn ha. Ấy thì anh em mình ưng cái mã nào thì anh em có thể chụp màn hình lại, hoặc là anh em mình nói đúng mã số thì em sẽ lấy đúng máy cho anh em mình nha. Rồi tiếp theo em sẽ lên cho anh em mình mã 51 nha anh em. 51 em lên cho anh em mình, đó là một cây bắn dít của thằng Hitachi nè, bắn dít của Hitachi nha. Đấy, thằng này nó có model là WF4DV nè, DC12V nha nè, thằng này xài pin 12V nha. Đó, dòng tua nó từ 0 tới 2000 vòng trên phút nè, con này chuyên dít nha, đầu cứng không rơ nè, không kẹt nha. Đó, cái dòng này nó làm rất là gọn luôn nè, hả, làm rất là gọn luôn, mình cầm mình cảm giác mình không có bị mỏi tay nè, nó làm cái con máy rất là cân đối luôn. Giá này là giá thăng máy vỏ pin nha nè, pin là pin zin của nó còn zin trong đây luôn, nó xài pin niken, pin của nó đa số pin bãi là nó chết hết rồi nè. Mình muốn sử dụng thì về mình phải đóng cái pin mới lại nha. Em bán đây là giá là thăng máy vỏ pin nha nè. Rồi thì bây giờ em sẽ test máy cho anh em mình coi ha. Đây là cục pin test của em. Đó, bên em cũng có đóng pin luôn. Anh em nào có nhu cầu cần đóng pin thì alo cho em. Điều tốc đây anh em. Thắng đảo chiều nha nè. Thắng, để anh lấy, em lấy cái đầu test búa cho anh em mình nha. Con này thấy nó chạy vậy thôi nè. Đó, nó chạy rời rời vậy thôi. Chứ vô tải nó cũng khá là mạnh đó nè. Con này thì anh em mình đi lập nhà lập máy ton rồi đó nè thì cực kỳ là ok rồi. Đó, đây ha, em test búa cho anh em mình coi nè, khá là mạnh luôn nè, cực kỳ mạnh luôn á. Đó, em cầm mà chịu không lại luôn, rất là mạnh nha anh em, rất là mạnh nha. Đó, rồi giá đây em bán con này là giá thăng máy vỏ pin nha anh em, thăng máy vỏ pin, con này giá 300 nha anh em, thăng máy vỏ pin nha. Cái dòng này làm rất là tiện luôn nè, ở đây có cái móc đeo nè ha. Rồi mã 51 nha anh em, thăng máy vỏ pin, con này giá 300 nha anh em, 300k anh em chuyển khoản đủ em bao ship nha. Đấy, còn COD nhận hàng thanh toán thì anh em cọc làm không có bao ship. Rồi tiếp theo em sẽ lên cho anh em mình đó là để em chỉnh cái máy qua xíu nha. Đấy, đó là một cặp này nha anh em, một cặp này anh em, một cặp. Lý do em không có lên lẻ được cái cặp này anh em thì nó cũng có cái lý do nè, là do cái này anh em, hai cục pin này là nó đều còn chạy được hết luôn ha. Đó, với lại cục sạc này nè, nó nằm trong thùng nha, nhưng mà em bỏ cái thùng lại rồi, tại vì lấy cái thùng chi phí nó cao đó nè, nó cũng không có sử dụng được gì, nó phí tiền. Em lấy cái thùng để cho nó tiết kiệm tiền tí xíu cho anh em mình ha, nhẹ tiền hơn. Anh em thì cái dây này, dây zin của nó nè, đó nó bị nhăm nhăm mà nó bị đứt, cái em lọc em nói đây nè, để test cho anh em mình nha. Sạc là vẫn còn ok nha, sạc zin nha, sạc zin điện 100V nha anh em lưu ý giúp em nha. Đấy, thì cái này em lên combo luôn nha anh em, combo luôn nha, một máy khoan và một máy bắn dít, kèm thêm một cục sạc cho anh em mình nha, sạc zin điện 100V nha anh em ha. Là giá của cặp này là 700 anh em, máy còn đẹp nha. Một cây bắn dít này á là 12V, còn cây khoan này là 14V4 nha. Đó, pin thì em sạc hôm qua nay em thấy nó vẫn còn cầm anh em, nhưng mà pin bãi là em không có bao nha. Đó, em nói trước nha, pin bãi là em không có bao. Đó, em chỉ bán hình thức là pin nó còn chạy vậy thôi, chứ em không có bao. Thì về anh em mình xài được bao nhiêu thì xài, sử dụng được bao lâu thì sử dụng. Đó, còn khi nào không sử dụng được nữa thì mình đóng pin mới lại, nó cũng đỡ một khoản chi phí cho mình nha. Rồi, đây em test máy nè. Con này thì pin nó cũng yếu nè nè. Đây, còn có nắp máy pin nè, thấy không? À, báo pin còn đầy đủ nha. Ở đây là đèn nè, đèn chủ động nha, đèn màu vàng nè, tắt thì ở đây ha. Tắt ở đây. Nói chung là tắt bật còn đầy đủ nha anh em. Rồi, em test máy cho anh em mình coi nè. Pin yếu nha, con này đầu kẹp 10 ly nè. Đó, đầu autolock nha, đầu khóa autolock luôn nè, đầu kẹp 10 ly nha. Hai cấp nhanh chậm chỉnh trên đây nè, chậm nè. Nhanh nè. Đó, máy hoạt động tốt nha nè, đảo chiều đây. Đảo chiều điều tốc cấp trượt đầy đủ nha nè, em chỉnh cấp trượt đây. Đấy, cấp trượt đầy đủ nha. Con này thì hình thức cũng còn đẹp nha nè, cao su là liền lạc nè. Ấy, thằng này là lá tích cơ 14V4 nha nè ha. Pin nó là pin 14V4 đây nè. Pin 14V4. Đó, pin zin nha, pin zin, em không có bao nha. Model của nó là SX 4000 anh em. Đầu kẹp là đầu 10mm nè. Dòng tua nó là từ 1300 tới từ 400 tới 1300 dòng trên phút nha anh em, tua khá là cao luôn. Đó, pin zin còn chạy nha. Đó. Rồi, em sẽ test cái cục sạc cho anh em mình nha. Em test cái cục sạc cho anh em mình. Sạc này là sạc zin nha anh em. Đây, sạc zin đây, còn hoạt động luôn nha, lên đèn nè. Đó, bắt đầu mình ghim vô sạc nha. Đó, nhận sạc anh em ha, đèn đỏ nhận sạc anh em, khi nào đầy nó báo đèn xanh nha. Đó. Sạc thì vẫn pin vẫn nhận sạc tốt nữa nè. Đó, sạc thì đều hoạt động tốt hết. Rồi một cây nha anh em. Tại vì hai cây máy anh em mà nó có một cục sạc
nếu mà em xé lẻ em bán á, thì nó lại thiệt thòi cho những anh em mình mua sau ha. Anh em mua sau thì mình không có sạc sử dụng, vì vậy thì anh em cũng thông cảm lấy một cặp giúp em để mình có sử dụng chung luôn. Chứ bây giờ em bán cây vít này với cái đó kèm cục sạc thì cái khoang này nó không có cục sạc để anh em mình xài, hoặc là em bán cái khoang này thì cái vít này nó không có cục sạc, nó là như thế nha anh em ha. Đó, vậy em sẽ lên combo cho anh em mình. Rồi tiếp tục em sẽ lên cây bắn vít nha. Cây bắn vít này cũng của Blastacker luôn, nhưng mà bắn vít 12V anh em. Đó, thắng đó chiều được tốc đầy đủ nè. À, đó, 12V nha anh em. Cái tem thông số nó bị gắt chờ, không biết cái dòng tua nó bao nhiêu nữa. Mà con này dòng tua khá nhanh anh em. Rồi em test búa cho anh em coi nha. Dòng này thì cũng khá là mạnh luôn em. Đó, anh em thấy không? Đó, rất là mạnh nha, còn khá là mạnh luôn á. Anh em thì hai cây máy này với kèm một cục sạc cho anh em, máy là hoạt động tốt hết nha. Đó, hai cây máy máy pin cộng sạc luôn nha anh em. Giá là 700k nha. 700k anh em. Em lên tiếp cái mã là 50 52 nha anh em, mã 52 nha. Đấy, mã 52 nha anh em. Ha. 52. Mã 52 nha. 52 là hai cặp này anh em. Hai cặp này giá 700k nha, 700k chuyển khoản đủ em bao ship. Đó là gồm một cục sạc zin điện 100V này nè, với lại hai cây máy, máy là kèm hai cục pin nha anh em ha. Đầy đủ như thế này nha anh em. Đấy, là giá 700 nha, mã 52 anh em. Rồi, đó, ha. Mã 52 anh em chốt thì alo cho em nha, hoặc là chụp màn hình lại. Rồi anh em, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục vô mình quay những cái con máy mà coi như là máy máy điện 220 trước nha anh em nha. Rồi. Thì tiếp theo em sẽ lên cho anh em mình đó là mã 53. Mã 53 nha. 53 anh em, 53 em lên cho anh em mình đó là một con mài. Con mài của Hikuki, thằng này thì hình thức nói chung cũng còn tương đối anh em ha, cũng còn tương đối là đẹp nè. Đó, model của nó là FR10XS nha anh em. Đó, công suất của nó là 680W, tua là 11.000 vòng trên phút anh em. Và con này đã được em quấn lại lên điện 220V và cũng sẽ bảo hành cho anh em mình 3 tháng sử dụng để anh em mình yên tâm về xài nha. Đó. À, lên điện thì em lên cũng rất là nhiều máy rồi anh em. Đó, cũng ít khi nào có trường hợp mà cháy lắm nè. Đó, xài cũng giống như tương tự như con máy zin luôn nè. Anh em cứ yên tâm sử dụng nha. Rồi, con này lên điện 220 rồi nha anh em. Mã 53, giá của nó là 550.000 anh em, hình thức còn đẹp nha. Thằng này thì xài công tắc trượt nha anh em, công tắc trượt đây. Hả? À. Anh em thấy không? Máy chạy im ru nha, máy chạy im như chó chết luôn. Rồi, mã 53, con này giá 550.000 nha anh em, đã được lên điện 220V và bảo hành cho anh em mình 3 tháng để anh em mình yên tâm sử dụng nha. Rồi, tiếp theo em sẽ lên cho anh em mình mã 54. Mã 54 nha anh em, mã 54, em lên cho anh em mình một con mài của Hikuki nha. Model của con này là XS2000 anh em. Đó, tua 12.000 vòng trên phút, công suất là 720W, con này cũng đã được lên điện 220V rồi nha anh em ạ. Đó, con này thì có cái te bỏ dây lưỡi này nè, đầy đủ luôn. Về anh em mình ghim điện mình sử dụng thôi. Đấy, cái này dính sơn nha anh em, máy là còn đẹp nha, cái này nó bị dính sơn thôi. Đấy, rồi em test máy nha. Đó, mấy con máy mà em làm lại là em lên điện là em sẽ đều bảo hành cho anh em mình 3 tháng hết nha, để anh em mình yên tâm sử dụng. Đấy, máy móc chạy im ru luôn nha anh em. Rồi, con này mã 54 nha, giá của nó là 500 anh em. 500 chuyển khoản đủ thì em bao ship nha. Rồi, em lên tiếp cho anh em mình mã 54. 54 em lên cho anh em mình con của Makita nè. Cái này nó bị dính keo nè anh em thấy không? Dính keo thôi ha, dính keo thôi chứ không gì. Máy hình thức cũng còn tương đối nha anh em, tương đối nha. Đó, model của con này là M957 anh em. Đó, công suất là 670W nè. Tua 12.000 vòng trên phút, con này còn cái tè bỏ dây lưỡi luôn nha nè. À, đó, cũng đã được lên điện 220 rồi nha nè, đã được lên điện 220 rồi nha. Đấy, em tắt máy ha. Đấy, máy móc chạy im ru nha nè. Con này mã 54, giá 500 nha nè, điện 220V nha. Đó, anh em mình cố gắng theo dõi kỹ trên clip giúp em nha. Rồi, em lên tiếp mã 55.
55 em lên cho anh em mình một con Makita nữa. Con này thì ngoại hình nó đẹp hơn tí xíu nữa nha anh em ha. Đó, tem tiết đầy đủ. Con này thì ngoại hình cũng còn, nói chung là còn khá đẹp máy luôn nha. Model là M965 nha anh em. Đó, công suất 720W, tua 12.000 vòng trên phút anh em. Đó, con này cũng đã được lên điện 220 rồi nha anh em. À, của Makita nha, hàng đẹp nha. Đó, cắt teo với lưỡi còn đầy đủ nè nè. Đấy, đầu cổ rồi còn sáng trưng nha. Rồi con này giá 600 nha nè, mã 55 ha. Giá 600 anh nè, 600 chịu khoảng đủ bao ship nha, bảo hành 3 tháng nè. Anh em thấy không? Tiếng máy chạy im ru luôn nha, im ru luôn. Rồi mã 55 nha, giá 600 anh em. Nói chung lên điện thì con nào nó cũng giống vậy anh em. Mấy con lên điện thì em đã lựa nhông nhiếc đồ ok hết, em mới đem lên điện cho anh em mình nha. Vì vậy thì anh em cứ yên tâm. Cái giá tiền nó khác nhau là do cái ngoại hình của nó nha anh em ha. Ngoại hình nó thôi, đẹp xấu thôi anh em, thì tùy theo túi tiền của mình nha. Mã 56 anh em. 56 em lên cho anh em mình con mài có thắng nè anh em. Con này là dòng mài có thắng nha. Máy này thì cũng còn khá là đẹp máy luôn nè, mài có thắng nha anh em. Model của nó là 9533BLA, là dòng có thắng nha nè. Đấy, công suất 720W, con này cũng đã được lên điện 220 rồi nha nè. Con này tua của nó là 9.000 vòng trên phút nè, 9.000 vòng trên phút, xài đá một tắc nè. Tắc tắc 2. Đấy, ngoại hình tem tiết con đầy đủ nha. Con này giá 600 luôn nha nè, mã 56 nha. Dòng này thì có thắng nè. Đó, dòng này thì có thắng. Đó, anh thấy không? Tắt là thắng cái rẹt liền ha. Tắt là thắng cái rẹt liền, có thắng nha anh em. Đó, mã 56 nha, con này giá 600 luôn nha anh em. Rồi, em đón tiếp cho anh em mình mã 57 nè. 57 em lên cho anh em mình đó là một con đục 17 ly của thằng Hikoki nha anh em. Dòng này thì nó cũng nhẹ nè. Đó, dây zin theo máy khoảng 5 mét nè, mềm sụm mà đã lắm nha. À, được cái là máy Nhật dây zin theo máy của nó là anh em thấy đã lắm, nó mềm êm nha nè, xài rất là bền nha. Dây này loại dây chống cháy luôn nè. Đó, Hikoki nha nè, Hikoki. Con này hình thức máy thì còn đẹp máy nha anh em ơi, hình thức còn đẹp nữa nè, đục 17 ly nha. Đó, model của nó là H41SA3. Đó, công suất là 1050W, đã được lên điện 220V cho anh em mình rồi ha, để anh em mình tiện sử dụng nè. Đấy, hình thức thì đây, em mua cho anh em mình coi nha. Hình thức thì còn đẹp anh em, con su liền lạc hết nha, không bong chóc chỗ nào hết, hình thức còn đẹp. Con này giá 900 nha anh em, mã 57 nha, giá 900 anh em. Đó, đã được lên điện cho anh em mình 220V cho anh em tiện sử dụng, bảo hành 3 tháng nha anh em. Đấy, máy móc chạy im ru. Con này em bao cho anh em mình đục luôn, bao mạnh luôn nè, đục mạnh lắm. Con này em có đục rồi, thử rồi nè, rất là mạnh nha, đục cực kỳ mạnh luôn. Đó, em bao cho anh em đi công trình vô tư đục đẽo cả ngày. Rồi mã 57 nha anh em, con này giá 900 nha. Con này lên điện 220 rồi nha anh em. Giá 900 còn đục 17 ly, máy còn đẹp nha anh em. Rồi, tiếp theo em lên cho anh em mã 58. 58 em lên cho anh em mình con cưa xích anh em, con cưa xích của thằng Hitachi. Con này hình thức máy còn khá đẹp máy nha anh em, cưa xích của Hitachi nha. Model của nó là CS35 anh em. Đó, công suất là 1330W nha. Công suất 1330W đó nè. Đó, đã được lên điện 220V. Con này xài lam 3 tấc rưỡi nha nè. Anh em nhìn mấy cái mắt xích của nó này thấy không? Còn khá là dài nha, lam thì còn đen thui luôn nè, lam nước sơn zin theo máy luôn nè, còn đen nha, lam còn đẹp lắm anh em. Anh em thấy không? Mắt xích thì còn dài, nhưng mà cái này anh em về muốn cưa cho nó ngon á, cưa cho nó ngọt á thì anh em phải giũa lại nha, mua giũa tròn 4 ly giũa lại nè. Đấy, tại hàng cũ, hàng đã qua sử dụng nè, nó có lục rồi. Đấy, ngoại hình con này còn khá là đẹp máy luôn nha nè. Con này đã được lên điện 220 rồi nha. Về anh em mình ghim điện 220 là mình xài thôi, khỏi cần phải xài qua ổ áp nha. Đó, bảo hành 3 tháng cho anh em mình yên tâm sử dụng nè. Rồi, em test máy nha. Đấy, chạy rất là mạnh và im luôn nha anh em, chạy rất là mạnh và im luôn. Đó, bên em làm thì cũng làm cả năm mấy, 2 năm nay rồi nè, lên điện là những trường hợp cháy rất khi là ít luôn nha nè. Còn ngoài ra xài chẳng khác nào như con máy zin nha, rất là bền vậy nè. Đó, mã 58 nha, còn là giá 900 nha nè, giá 900 nha. Nhiều anh em sợ mình quấn mình làm lại lên điện 220 nó không có bền, không có bền là
không phải ấy nha nè, không có bệnh, phải tại máy mình làm lại nha, lại là do thợ làm không chuẩn nè, do thợ làm chưa tới cho nên là mình xài không có được bền thôi nè. Nếu mà thợ chuẩn thợ làm tới rồi thì anh em cứ xài giống như con máy zin luôn chứ không khác gì nha. Rồi máy 220 thì hết rồi, tiếp tục em sẽ lên những con máy điện 100V này nè. Anh em lưu ý nha, tới phần này là phần điện 100V nha nè, điện zin 100V nha, anh em xài thì qua ổ áp nha. Tới cái phần này là phần điện zin 100V rồi đó anh em, đó không có còn 220 nữa nha anh em lưu ý. Đó, anh em mình theo dõi kỹ giúp em dùm cái nha. Rồi em lên mã 50 59 nha. 59 em lên cho anh em mình một con bào, một con bào của Makita nè, con bào của Makita, con này hình thức máy thì còn khá là ok nè anh em ha. Đó, hình thức máy cũng còn ok nè. Model của con này là 1900B nè, công suất là 580W, tua 15.000 vòng trên phút, nó xài lưỡi 82 nha nè, lưỡi 82. Cái này do để ở bãi nè, bị nước nè, nó rỉ sét ra chứ cái lưỡi còn rất là bén nha. Lưỡi còn rất là bén luôn nè. Lưỡi 82 nha, lưỡi không khờn không mẻ, còn bén nha anh em. Đó. Con này là điện zin 100V nha, anh em lưu ý nha, điện zin 100V. Đó, công suất là 580W anh em. Rồi em test máy nha. Đấy, anh em thấy không? Anh em thấy máy chạy, tiếng máy chạy ok con dê luôn anh em, rất là im nha. Rồi mã 59, con này giá 400 nha anh em, 400k, điện zin 100V nha anh em. Rồi tiếp theo em lên cho anh em mình con bào mã 60 nè, mã 60. 60 nha nè, 60 em lên cho anh em mình một con bào của thằng Ryobi, con này đẹp len keng len xà beng luôn anh em. Đó, đẹp như mới nha, như mới của máy bãi chứ không phải như mới của máy mới nha anh em. Ấy nhìn anh em mình coi khéo bắt bẻ lắm, những anh hùng bàn phím đó giờ lên coi bấm cách cách bình luận bất chấp luôn. Đó, mà chả biết gì về máy hết nha. Đấy, đó, em nói luôn. Đó. Con này xài lưỡi 83 nha anh em, lưỡi 83 nha. Đó, máy thì anh em con ngoại hình đây, đẹp nha. Đó. Hình đây nè, con này đẹp xuất sắc luôn nè. Hàng bãi nha, đẹp xuất sắc luôn. Của Ryobi nha anh em, nó xài lưỡi là lưỡi 83. Đó, điện zin 100V, công suất là 450W anh em, tua là 16.000 vòng trên phút nha. Đó, dòng này là dòng AML83S, dòng này là dòng có thắng cho anh em ha. Con bào có thắng nha. Bào có thắng nè, dòng này còn khá là đẹp luôn nè anh em coi nè. Mà máy đặc biệt cái là có thắng nữa nè ha. Ấy, có thắng nữa. Rồi, em test máy nha. Đó anh em thấy không, buông ra thắng cái kẹt liền. Đấy. À, rất là ngon nha anh em ha. Rất là ngon mà cái giá là anh em mình coi nè, có 400k thôi, giá bèo nhèo con cá kèo luôn nha. Đó, mã 60 nha, anh em nào mua trước được trước anh em, con này khá là đẹp máy luôn nha. Đấy, rồi mã 60 con này giá 400 nha anh em. 400. Nó sử dụng điện zin 100V nha, anh em lưu ý nha. Rồi, em lên tiếp cho anh em mình mã 61. 61 em lên cho anh em mình đó là một con khoan của Hitachi anh em, Hikuki chứ, dòng này của Hikuki thì nó chung hãng Hitachi hết anh em. Model của nó là FDV18V, sử dụng điện zin 100V, công suất là 720W, đầu là đầu kẹp 13 ly anh em. Tua con này là 3.100 dòng trên phút nha. Đấy, đầu kẹp 13 ly nè anh em. Hai chức năng, một chức năng khoan búa và một chức năng khoan thường nha. Đấy thì khoan búa thì anh em có thể làm lặt vặt trong gia đình, khoan tường, khoan gạch để nó bắt tắc kê. Rồi em test máy nha. Điện zin 100V. Cái dòng này thì nó hay bị bong cao su đây nè, nó hay bị bong chóc cao su thì bên em mình dán lại nha. Đó, máy zin sao để vậy. Đấy. Rồi, đảo chiều đây nè. Ra đầu nè. À, đầu cổ ra vô nhẹ nhàng nha anh em. Đấy, máy chạy im ru. Không lỗi không lửa nha anh em ha, không lỗi không lửa. Con này giá 300 nha anh em, mã 61 nha, giá 300. Rồi, tiếp theo em lên mã 62. 62 em lên cho anh em mình đó là con bắn vít anh em, bắn vít của Hitachi nha, dòng thân gờ này thì cực kỳ là mạnh luôn nè. Model của con này là WH12VB. Đó, sử dụng điện zin 100V, công suất con này là 340W nha anh em. Tua của nó là từ 0 tới 3.300 dòng trên phút, tua cực kỳ cao nha. Cao su thì liền lạc hết luôn nè. Đó, dòng này thì anh em đi lập nhà bắn máy toàn là vô địch luôn, khá là mạnh nha.
Đấy, điện zin 100V nha. Điều tóc lên nè. Đó, điều tóc thắng thiết đầy đủ nha, đảo chiều đây. Đó, đảo chiều điều tóc thắng đầy đủ, đầu cứng không gơ nha nè, à, không kẹt. Rồi máy chạy full, không lỗi, không lửa nha. Con này mã 62 nè, à, giá của nó là 350 nha. Rồi, em lên tiếp cái mã 63. À, 63 em lên cho anh em mình đó là một cây máy mài của thằng Makita nữa nha anh em. Model của con này là M965 anh em. Đấy. À, điện 100V, điện zin 100V nha anh em. Công suất 720W, tua 12.000 vòng trên phút nha. Xài đá một tắc anh em. Ngoại hình thì còn đẹp máy nha anh em ơi. Con này ngoại hình còn đẹp máy nè. Rồi, em test máy luôn nha. Đấy, máy móc là chạy im ru nha em ạ, chạy im ru và gù luôn. Rồi mã 63, con này 350.000 nha nè, 350.000. Đấy, anh em chứng khoán đủ thì em bao ship nha. Rồi anh em xem video thấy hay thấy hữu ích thì anh em có thể chia sẻ giúp em để em có tương tác kênh nè. À, anh em like cho em một cái luôn ha. Em cũng rất cảm ơn em mình nha. Đấy, cho em xin một nút like để tương tác kênh với em nha anh em. Đấy, rồi tiếp theo em sẽ lên con máy massage cho anh em mình đi ha, máy massage. Đấy, máy massage. À, mã mấy người ta, mã 64 anh em, mã 64 nha. Đấy, 64 em lên cho anh em mình đó là một con máy massage nè. Con này thì nó bị bong cái lớp da chỗ này tí xíu nha. À, do để chồng lên nhau nè, chồng chắc đó với bên này tí xíu nè. À, nhưng mà không ảnh hưởng nha nè, nó không bị gách ở dưới đáy này này nha. Đó, cái da này là da xịn luôn nè, da xịn luôn nè. Đó, qua bao nhiêu năm tháng mà anh em thấy cái lớp da của người ta không? Nó mềm sụm anh em, nó đã dữ lắm, đã luôn ha. À, mềm sụm mà đã dữ lắm. Đây là con máy massage hai chế độ nha anh em, một chế độ lo và chế độ hít là nhanh nha. Đấy, rồi đây là con new Vitron, new Vitron nha anh em, VL80 nè. Đó, điện zin 100V nha, điện zin 100V. Công suất con này nó 38W anh em, điện 100V công suất 38W. Ấy, và cái tay cầm này em nói luôn nè, cái tay cầm này là không phải tay của nó nè, em lấy cái tay của con máy khác em gắn qua, tại vì con này nó thiếu hai cái tay nè, chứ nếu mà con này hai cái tay zin của nó là giá phải 400-450 nha anh em ha. Đó, em gắn hai cái tay khác vô cho anh em mình. Đó, cái này là em nói luôn nha, thì máy có sao báo vậy cho anh em mình cho nó dễ nha. Đó, để cho anh em mình có bốn cái tay cho nó đủ nha, chứ con máy này xài hai tay cũng được anh em ha. Nhưng mà bản thân nó là bốn tay đó, máy chạy rồi nè anh em, em để là anh em thấy cái tay em nó rung không, rất là im nha anh em, chạy im như chó chết luôn, không nghe tiếng thở luôn nha. Đó, rồi bật chế độ nhanh lên anh em, nhanh đây. Đó, anh em thấy không? Nhanh cũng khá là im luôn ha, em để cho nó chạy cho anh em mình coi nè. Đó, anh em thấy không? Máy nó cũng hoạt động nha. Em cầm lên anh em mình đâu nghe tiếng đâu đúng không? Không bao giờ nghe tiếng được. Máy chạy khá là im luôn. Thì cái con này có 350.000 thôi nè, nó quá là rẻ đi ha. Giá là quá bèo nhèo, con có kèo rồi nè. Anh em mình bỏ ra có 300 mấy thôi, anh em mình mua con về để anh em mình biếu ông bà cha mẹ mình, những người lớn tuổi để massage cái tuổi về già nè ha. Đó cũng một cái hiếu thảo ha. Rồi mã 64 nha nè, con này giá là 350.000 nha, 350.000, sử dụng điện zin 100V nha nè. Đấy, điện zin 100V. Rồi tiếp theo em lên cho anh em mình con cưa xích nha, con cưa xích đây. Ây da, đột ạ, con cưa xích anh em. Đó, con này anh em nhìn cái cọng dây của nó thôi anh em mình thấy tính tiền chưa. Đó, nhìn dây không là rớt tiền luôn nè. Dây zin theo máy nè, khoảng 5m đó, dây đẹp len keng xà beng luôn. À, mềm sụm mà nha, dây zin theo máy của nó nè. À, rồi lên tiếp mã 65. 65 nha nè, em lên cho anh em mình con cưa xích của thằng Ryobi. Con máy này còn khá đẹp máy luôn nè. À, làm là làm 3 tấc 6, còn chụp làm zin theo máy luôn nè. Đây, xích của nó đây nè. À, em lấy nét cho anh em mình coi nha. Đấy, anh em thấy xích không, xích còn khá dài nha, làm liếc đầu nước sơn còn đen thui luôn. Đấy, con này máy màu vàng anh em. Đó, anh em coi ngoại hình nè. Đó, ngoại hình còn đẹp máy cho anh em, còn khá là đẹp máy luôn nha. Đó, nhìn anh em nhìn con dây là tính tiền cho anh em. Ryobi nha. Đó, model là CS355S nha. Đó, sử dụng điện zin 100V, công suất là 1250W nha anh em. Làm là làm 3 tấc 6. Dòng này nó xài khóa làm an toàn nha anh em. Anh em không xài thì anh em đẩy về trước nha. Đấy, để nhiều khi ở nhà có trẻ em rồi nó nghịch anh em thì nó nguy hiểm nha. Đó, anh em không xài thì anh em đẩy cái khóa này về trước. Dòng này thì nó xài nó hiện đại như những cái dòng máy xăng đó nè, khóa lam khóa máy an toàn luôn ha. Đây, hiện tại nó khóa lam rồi nó khóa máy luôn nè. Ấy, bóp cò không chạy nha,
khi nào anh em mình xài thì anh em mình kéo cái khóa vô nha. Đây. Anh em thấy không, máy chạy rất mạnh và êm luôn nha anh em, máy chạy rất mạnh và êm luôn, mà cái giá em đưa cho anh em mình cực kỳ hợp lý luôn nha, chỉ có 550.000 thôi anh em, 550.000 thôi, con máy còn khá là đẹp máy nha, đó nhịn cuộn dây không gớt tiền luôn nè. Rồi mã 65, con này giá 550.000, anh em chuyển khoản đủ bao ship nha. Đấy là điện zin 100V nha anh em ha, điện zin 100V. Rồi tiếp theo em lên cho anh em mình con mài hai đá nè. Đấy, mài hai đá nha anh em, mài hai đá em lên tiếp mã 66. 66 em lên cho anh em mình con mài hai đá nha, con mài hai đá. Đấy, em đợi đó, em quay cho anh em mình coi nha. Mài hai đá nè, mài hai đá. Bên đây là anh em để mài sắt mài gì đó anh em mình mài, còn bên đây là cái đá mịn để mài dao nữa nè. Đó, đá mịn để mài dao nha, mài hai đá nè. Mài hai đá. Con này để em coi cái công suất của nó coi là bao nhiêu đây. Đấy. Công suất là 250W điện 100V nha anh em, công suất 250W. Đấy, rồi em test máy cho anh em mình coi nha. Máy chạy em ru luôn em. Cử kiết đồ còn đầy đủ nha. Cử kiết đồ còn đầy đủ luôn. Cái cục đá này nè anh em, cái cục đá này nè là mấy ông bên Nhật ổng xài, mấy ổng gắn sao mà ổng mài sao không đều á anh em. Đó, là nó không có đều cục đá, nó bên bự bên nhỏ. Đó, chạy cái nó quơ vậy đó anh em. Chứ là cái chiều đứng nó không bị lắc nha, cái chiều này nè anh em, cái chiều này nè. Nếu mà cốt nó gơ lắc qua lắc lại vậy á là mài dao không có được nha. Còn cái con này cái cốt nó là không có lắc, rất là cứng luôn. Nó chỉ cục đá nó không đều á nè, nó không đều với nhau, nó chạy nó quơ 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 nó lệch tâm á nè. Đó, cục đá mày ổng gắn sao mà nó lệch tâm nó không đều nè. Thì cái này về nó zin trong máy sao để dạy cho anh em mình luôn nha. Đó, đây là con mài đá nước nha nè, mài đá nước nha. Máy chạy im ru bằng ru luôn. Đấy, con này em để cho anh em mình giá là 1,2 triệu nha nè. Đấy, thì cái giá của mài đá nước từ trước tới giờ anh em mình có chơi mà mài đá nước thì anh em mình cũng biết cái giá của nó rồi hả. Giá của nó là rất là cao nha nè, rất là gắt luôn, không có rẻ được đâu nha. Đó, giá mài đá nước tầm khoảng 1,4 triệu trở lên là rẻ nhất luôn nè. Em để 1,2 triệu em bao giá thị trường cho anh em mình luôn nha. Giá 1,2 triệu nè, em bao giá thị trường cho anh em mình luôn á. Anh em mình cứ đi tham khảo giá đi, em bao giá thị trường cho anh em mình luôn. Đó, mài đá nước nha. Con này là hoạt động tốt hết luôn nè. Ha. Đó, đá bên đây là còn rất là dày luôn nè, còn cực kỳ dày luôn nè. Còn cái miếng bên đây nè, đó là đã người ta có mài rồi nè, nhưng mà mài cách thức sao em không biết, bên bự bên nhỏ nè, cũng bó tay luôn. À, thì cái này về anh em mình có thể mài mòn bên đây tí xíu là nó đều miếng đá lại là ok nè nha. Rồi con này mã 66 anh em, là giá của nó là 1,2 triệu cho con mài đá nước nha anh em ha. Đó, đá mịn nè, bên đây là để mài dao nè. Đó, anh em vô nước đường này nha. Đó, có cái ống luôn, còn ống zin theo máy luôn nè. Anh em vô nước đường này nó ứ nước trong đây nè, để anh em mình mài, nó gọi là mài đá nước. Còn bên đây là mài thô nha nè, mài thô, mài sắt, mài gì đó anh em mình mài. Rồi con này mã 66 nha nè, mã hoạt động tốt hết, giá là 1,2 triệu nha. Em bao giá thị trường cho anh em mình luôn. Đó, giá 1,2 triệu. Mã 66 nha nè. Đấy, giá 1,2 triệu nha. Rồi, tiếp theo em sẽ lên cái con máy cắt sắt tua chậm lưỡi hợp kim nha nè. Con máy cắt sắt tua chậm lưỡi hợp kim. Đây anh em. Con máy cắt sắt tua chậm lưỡi hợp kim. Con này anh em thì nó còn cái lưỡi zin theo máy luôn nè, lưỡi 254. Đấy. Em thấy không? Còn cái lưỡi cắt zin theo máy luôn ha. Cái lưỡi này anh em nó có bị mẻ một vài găng nè, nó mẻ chút chút thôi nha. Mẻ chút chút thôi, mẻ một vài găng. Nhưng mà cái lưỡi nó cắt vẫn còn ok, nó hơi lục rồi nha. Cái này về anh em mình mài lại nha. Đây là lưỡi bãi, lưỡi zin theo máy nọ, cái lưỡi này không bán mấy trăm ngàn cái lưỡi này rồi anh em. Đấy, thì giờ em sẽ lấy khúc sắt em test thử cho anh em mình nha. Nó cắt đó thì vẫn còn ok anh em. À, chứ không phải không cắt được nha. Đấy, bây giờ em lấy khúc sắt em test cho anh em mình coi luôn, cho anh em mình coi thực tế nha, coi thực tế luôn. Đấy, em test luôn nha. Đó, con này thì hình thức cũng còn khá là đẹp máy nè, cũng còn khá là đẹp máy luôn. Đó, điện zin 100V nha. Rồi thì em sẽ để nó ra đây. À, cái này không xài mình bật ra sao nha nè, cái này không xài mình bật ra sao nè. Đó, cái này cái cử của nó nha, cái cử của nó. Nếu mà không mình không xài cử thì mình bật nó ra sao nè. À, mình không xài cử thì mình bật nó ra sao thôi, rất là đơn giản nha, rất là đơn giản đó. Rồi thì bây giờ em sẽ test cắt cho anh em mình coi nha. Cái lưỡi này cắt vẫn còn ok nha nè ha, cắt vẫn còn ok đó.
Đó, anh em thấy không? Cắt vẫn được nha anh em ha, cắt vẫn còn cắt ok, không có bao nhiêu vía nha anh em ha, không có bao vía bao giới gì hết luôn, cắt vẫn còn ngon nha. Đấy, con này cắt vẫn còn ngon nè anh em ha, cắt vẫn còn ngon luôn. Đấy, anh em thấy không, cắt vẫn còn ngon nha. Đấy, cắt vẫn còn ngon đó. Rồi, cái con này đó máy là chạy ok luôn em, không lỗi không lửa nha. Đó, con này nó xài lưỡi 254 nè, cái lưỡi cắt hợp kim zin theo máy luôn nha. Con này lưỡi cắt hợp kim tua chậm, xài lưỡi 254 nha anh em ha. Rồi em sẽ quay qua cái mặt bên đây cho anh em mình coi nha. Anh em mình kiểm tra lửa luôn. Đấy, anh em, cái đây, em cầm cái máy lên cho anh em mình coi nha. Đấy, cái miếng này, cái miếng bảo vệ đó còn đầy đủ luôn. Thường thường mấy cái máy ấy anh em về là mấy cái này nó gãy hết luôn nè, nhưng mà cái này nó vẫn còn là em biết cái độ chắc của nó rồi nha. Đó. Đây, bàn đế cho anh em mình coi cận cảnh luôn. Anh em thấy nước sơn không? Sơn zin theo máy vẫn còn ngon nha, vẫn còn ngon anh em. Đấy, thì cái cử này anh em mình có thể quay 45 độ được nè. Đó, anh em mình thích xài á thì anh em mình bật nó ra nha, xài bật nó ra. Cái này xoay 45 độ nè anh em thấy không? Đây. À, 0 độ, 15 độ, 30, 45, đầy đủ cho anh em mình nha. Đấy. Anh em thích thì anh em mình bật ra thôi. Đó, hình thức máy đây nè, em cho anh em mình coi máy nha. Máy còn ok nha anh em, máy còn ok nha. Rồi, thì về cái thông số con này đó, em cho anh em mình coi luôn. Cho anh em mình coi được cái thông số của nó luôn nha. À, em lấy nét nè. Anh em thấy không? Điện zin 100V, 15A, công suất là 1450W nha. Đó, tua con này là 1500 vòng trên phút nha anh em ha. Cắt sắt lưỡi kim tua chậm nha anh em. Đấy, cắt sắt lưỡi kim tua chậm. Cái lưỡi vắt cắt anh em xài tạm thì cũng vẫn còn ok nha. Cái lưỡi anh em xài tạm vẫn còn ok luôn ha, nó không vấn đề gì. Đó, về anh em mình mà biết mài ha, mình mài là một cái là ngon lành cành đào luôn nha anh em. Ha. Đấy. Rồi, cái lưỡi không bán mấy trăm ngàn rồi đó nè. Rồi em test lửa cho anh em mình coi luôn nè. À, anh em thấy không, máy móc chạy cực kỳ im luôn nha anh em, không một lỗi lửa gì luôn nha, không một tí gì gọi là lỗi hay lửa gì luôn đó. Dây là dây zin theo máy là cũng khá là dài nè, khoảng 4-5 mét gì đó nè, nhìn còn dây gớt tiền luôn nha anh em. Đấy, rồi thì cái giá của con này đó thì làm 2,6 triệu một con nha anh em, 2,6 triệu nha. Em lên tiếp mã 67 nè, mã 67 đó. Cái này anh em mình làm xưởng cơ khí rồi đó, mình sắm con này về ha, cắt ngon lành cành đào luôn nè, khỏi cần mài bao giới nha. Đó, giá là 2,6 triệu nha anh em. Đó, thì anh em cứ tham khảo giá thị trường nha. Mấy con này về thì em đã có cân đối giá hết rồi nè, thì để cho anh em mình cái mức giá tốt nhất để mình mua về mình sử dụng nha. À, giá 2,6 triệu nha anh em, 2,6 triệu con cắt sắt tua chậm lưỡi hợp kim nha nè, giá là 2,6 triệu. Ấy, những con này thì anh em mình nếu mà ship COD thì cọc giúp em từ khoảng 500.000 mới đi đơn cho anh em mình được nha. Còn nếu anh em mình có điều kiện chuyển đủ luôn, tin tưởng chuyển đủ luôn thì em bao ship cho anh em mình nha. Đấy, rồi em qua mã 67 nha nè, con này giá là 2,6 triệu nha nè, 2,6 triệu cho một con cắt sắt lưỡi hợp kim tua chậm nha, cắt sắt lưỡi kim tua chậm. Rồi, tiếp tục em sẽ lên cho anh em mình nè. Còn một cuộn cua to nè, còn cua to nè, đó, dây đẹp nha nè, mấy cái cuộn này là em đã lựa, đã tiễn hết rồi nè, dây to nè, đó, dây này bự lắm nha, dây đẹp lắm. Cái cuộn này em chưa vệ sinh luôn nha nè, chưa vệ sinh luôn, em thấy nó còn đẹp, em để lên em đăng cho anh em mình luôn nha. Đó, em đăng luôn, anh em thấy cái chui nó uy tín chưa, à, gắt chắc chắn luôn nha. Ấy thì cái con đây đó có, nó có trang bị cho mình nữa nè, đó là một cái automat chống giật nè, automat chống giật, đồng thời cũng là cái công tắc luôn nè, automat chống giật nha. Bên đây thì ổ rim là đầy đủ nè, đó thấy không. Đó, mấy con này thì anh em mình làm công trình nữa nè, đó ha, đi công trình anh em mình hoặc xài gia đình thì nó bền vô địch luôn em. Nó đi công trình đâu đó nè, cuộn này nó 30 mét nha em ha, cuộn này 30 mét đó nè. Đó, dây đẹp len can xà beng luôn, không chóc không ấy vỏ gì nha em ha, không sờn không chóc nha, vỏ là liền lạc hết luôn. Mấy con này thì em trước khi lấy thì em đã kiểm tra đã lựa hết rồi nè. Đó, em test cái đèn cho anh em mình coi nha, test cái chức năng. Đấy, đó, lên đèn rồi nè anh em ha, lên đèn báo rồi nè. Đấy, CB chống giật đồ đầy đủ luôn nè. À, đó, anh em nhấn vô cái này nè, nó nhảy công tắc xuống là cái automat nó còn hoạt động tốt nha anh em ha. Đó, automat chống giật luôn nha. Nó rất là xịn sò nha. Vua to của Nhật nha anh em ha, vua to của Nhật.
Đó, con này giá 1 triệu 2 nha, 1 triệu 2 nha, anh em chuyển khoản đủ bao ship anh em. Đó, 30 mét nha anh em. Cua đẹp nha. Đó, cua to đẹp nha. Đó, chưa vệ sinh luôn nè, chưa vệ sinh mà đẹp như thế này đó. Đó, em để dậy lên cho anh em mình luôn. 1 triệu 2 nha anh em, còn một cuồng duy nhất nha, giá 1 triệu 2 nè. 1 triệu 2 trong cuồng cua to của Nhật nha. Đó, còn anh em mình đi công trình đem đi nè, xài rất là tiện nha anh em, rất là gọn nó, xài xong mình cuốn lại nha, rất là gọn luôn nè. Đó, bền vô đói luôn. Rồi, con này giá 1 triệu 2 nha anh em, chuyển khoản đủ em bao ship cho anh em mình nha. Rồi, cuối cùng em sẽ lên mấy con máy rửa xe cho anh em mình nè, mấy con máy rửa xe. À. Rồi, đầu tiên em lên mấy con mà cùi bắp trước. À, mấy con cùi bắp trước. Đây, con này cùi bắp đây anh em. À, rẻ nha, cùi bắp là nó không có dây anh em. À, không có dây nha. Không có dây. Có máy thôi anh em. À, rồi, em lên tiếp cho anh em mình mã 68 nha anh em, mã 68 nha. 68 em lên cho anh em mình con rửa xe của ông Blacktacker nè. Con này á làm bao nước cho anh em mình xài luôn ha. Anh em về anh em mình làm cái đường dây à, mua súng mua dây anh em gắn vô. À, nước nôi làm bao cho anh em mình nha. Nước nôi xịt vẫn mạnh vẫn ok luôn. Nhưng mà máy nó khi nó hoạt động đó nè là nó có bị rịn nước ở dưới này nè. Thì cái này em chưa kiểm tra, máy zin nha anh em, em chưa kiểm tra nha. Đó, em cũng chưa vệ sinh luôn, anh em thấy còn dơ còn bẩn không? Chưa kiểm tra, chưa vệ sinh nha. Đó, thì test máy là nước nôi là em bao cho anh em mình xài luôn, bao cho anh em mình xịt luôn, nước vẫn mạnh vẫn ok luôn, nhưng mà trong máy này nó có rị nước ra nè, thì cái này về anh em mình kiểm tra nha, anh em mình tự kiểm tra. Em bán là bán rẻ nha anh em ha. Đó, em bán rẻ cho anh em mình, em bao lên nước lên nôi bao cho anh em mình xài nước nôi ha. Còn cái chuyện mà nó rịn nước ở dưới đây em không có bao nha, tại vì em không buông kiểm tra nè. Đấy, thì em bán rẻ nha. Rồi, con này giá là 450.000 nè, máy hoạt động tốt ok hết nha. Về mua dây súng gắn vô sử dụng thôi. À, anh em thấy không? Còn ra nước nữa, cái này em test rồi nè, còn ra nước nữa nha. Đó, em có ghim em test rồi, nước nôi là ok hết à. Đấy, công suất của nó đây nè. Ha, đó, à, điện 100V, công suất là 1400W nha nè. Điện 100V công suất 1400W nha. Đó, con này 1400W anh em. Đấy, à, thân máy nha nè, chưa bao gồm dây và súng nha. Mã 68, à, giá con này là 450.000 nha, 450.000. Thì cái tình trạng máy em đã có báo thẳng trên clip cho anh em mình rồi nha. Đấy, anh em mình trước khi mua mình xem kỹ và cân nhắc nha. Đấy, cho đợi mất công rồi mua về cái này nọ nó lại mất công nữa. Rồi, tiếp theo là lên cho anh em mình những con máy mà nó đầy đủ phụ kiện để về mình sử dụng luôn ha. Đây thì con này dây súng là có đầy đủ nè, dây súng là có đầy đủ nè, thì cái này mình mua về là mình xài thôi nha. Đó, nó chỉ thiếu là thiếu cái ống nước đằng sau này anh em. Đấy, thì cái này em sẽ tặng cho anh em mình 2 mét nha, 2 mét anh em. Máy nào cũng vậy, nó không có cái ống dây đằng sau này đâu nha. Ống dây này dây nước đầu vào nè anh em. À, đó, còn đây là dây đầu ga của máy rửa xe, dây đầu ga nè, dây đầu ga xuống xịt. Còn đằng sau này là dây đầu vào nha anh em. Thì em sẽ tặng cái dây đầu vào cho anh em mình nha, tặng cho anh em mình 2 mét dây đầu vào ha. Rồi. À, con này lên tiếp mã 69. 69 đây là một con rửa xe của ca chơ nha nè. Ca chơ là thương hiệu của Đức nha, của Đức. Con này là K2360, K2360 anh em. Đấy, con này nó sử dụng điện zin 100V nha nè, điện zin 100V. Công suất của con này là 1250W anh em, 1250W nha. Đây cái bình đựng bọt của nó còn đầy đủ nữa nè, bình đựng bọt tét nè, đựng dung dịch nè. Đấy, còn nguyên nha. Đó, anh em mua về đổ dung dịch vô đây nữa tự hút lên thôi nè. Đó, bánh xe bánh xiếc đồ còn đầy đủ. Thì ngoại hình con này thì nói chung cũng còn tương đối là khá là đẹp máy luôn nè. À, nước nôi thì lên ok hết ha. Đó, dây súng nó đây, dây thì tầm khoảng 7 mét thôi nè, cộng này khoảng 7 mét thôi nè. À, ấy thì anh em cứ chốt cứ ấy máy rửa xe đi, anh em mình ưng con nào thì cứ nói em. Đó, cần chi tiết hơn nữa thì em sẽ làm một cái chi tiết em gửi qua Zalo cho anh em mình nha, làm cái chi tiết test máy thực tế để gửi qua Zalo cho anh em mình nha. Còn trên clip hôm nay thì em sẽ lên em test cho máy chạy thôi. Còn anh em mình muốn cái chuyện xem nước nôi nó có ok hay không thì cứ kết bạn Zalo với em nha. Đó, em sẽ làm chi tiết cho anh em mình. Rồi, con này mã 69 nha nè, giá của nó là 1 triệu 2 nha, 1 triệu 2 bao xài bao chạy luôn nè. À, bao xài bao chạy luôn. Đó, rồi em test máy nha anh em. Còn ra nước luôn nè ha, còn ra nước luôn. Mấy con này là mấy con em đã kiểm tra, đã cho nước vào, đã test nước hết rồi nè, anh em cứ yên tâm ha. Máy móc là chạy ok nha nè, máy móc chạy ok nè. À, máy móc chạy ok. Rồi, à, giá của con này là
bộ đầy đủ anh em mình mua về xài luôn, không phải tốn thêm bất cứ một cái chi phí nào nữa nha. Đó rồi, nếu anh em chứng khoán đủ thì em sẽ bao ship nha. Mã 69, giá là 1,2 triệu nha anh em, bao gồm là dây súng đầy đủ anh em mình mua về sử dụng thôi. Đó, dây súng theo máy nha anh em, dây súng đầy đủ nha. Đó, dây súng đầy đủ luôn nè. Rồi giá 1,2 triệu nha anh em, cho con gửi xe cà chơi ha, mã 69 nè. Đấy, rồi em qua mã này nha. Rồi tiếp theo em sẽ lên cho anh em mình một dòng cao cấp hơn tí xíu, đó là một dòng rửa xe của thằng Makita anh em. Đây là dây, bộ dây của nó nha. Đó. Đây nè, cái kiểu này là cái kiểu máy nó để nằm nha anh em, máy này không để đứng nha. Đó, nó có bánh xe cho anh em mình kéo đầy đủ nè. Đó, máy của nó là để nằm như thế này nha anh em, máy của nó để nằm như thế này nha. Đó, để đứng là sai nha anh em. Đây, người ta có hướng dẫn cho anh em mình nha. Đó, anh em thấy không? Để nằm mới đúng nha, còn để đứng là sai nha anh em. Dạng này là dạng để nằm nha. Đấy, anh em thấy không? Chỉnh áp, chỉnh niết luôn đầy đủ. Ở đây anh em thì nó có bị mẻ ở đây tí xíu nè, anh thấy không? Mẻ khoảng này, nó không ảnh hưởng gì tới máy nha. Còn ngoài ra là máy là ok hết nha. Đấy, em quay cho anh em mình coi ha. Anh em thấy không? Bánh xe, bánh xiết đồ đầy đủ hết luôn. Đó. Cái tay này anh em, cái tay này anh em mình có thể xả ra mình rút dài lên được, nhưng mà hiện tại là nó bị kẹt cứng rồi nè, thì cái này về anh em nghiên cứu nè, em dặn không có ra nha. Đó, cái này là nguyên một cái bình luôn nè, nguyên cái bình bự của nó luôn nè, bình đựng dung dịch rất là to nha. Anh em thấy không? Nguyên cái mặt này từ đây xuống đây luôn. Nó dính liền luôn là nguyên cái bình luôn nha nè, bình đựng dung dịch nha. Đấy, anh thấy không? Cái con này á, anh em mình cứ thả sạch lên mạng coi, mình coi cái giá mới của nó nha. 10 triệu mấy một con anh em. Đó, giá của con này nè, nếu mà giá mới của nó nha, 10 triệu mấy một con. Anh em mình, em không có nói dốc đâu, anh em mình có thể lên mạng mình sạch ra cái mã này nè anh em. Cái mã MHW720. Đó, Makita, máy rửa xe là nó ra cho anh em mình nha. 10 triệu mấy một con, rằng 11 triệu anh em. Đấy, đấy là con giá bán mới của con này đó anh em. Không rẻ đâu nha. Nhưng mà cái giá này em đưa ra thì nó cực kỳ hợp lý so với cái thị trường hàng Nhật Bản luôn nè. Có 2 triệu tư thôi nè, 2 triệu tư thôi anh em mình đã sở hữu một con máy rửa xe của Makita hàng Nhật xịn sò luôn nha nè. Ở đây thì bể tí xíu cái này, cái vỏ ở ngoài thôi nha nè, nó không ảnh hưởng gì nhiều tới máy đâu. Với lại ở bên bên chỗ công tắc này nó cũng có bị mẻ một tí xíu chỗ công tắc này, nhưng mà nó không ảnh hưởng gì nhiều tới máy nha. Đó, đó là em báo thực tế cho anh em mình biết nha, để anh em mình nắm được thông tin nó nhiều hơn. Rồi thì cái con này á nè, để em coi cái công suất của nó coi là bao nhiêu. Cái thông số công suất của nó đâu rồi, em để cái máy xuống cái. Ây, thông số đâu? Con này điện 100V nha anh em. Công suất của nó là 1430W ha, 1430W. Cái dạng này nó để nằm như thế nha anh em ha, nó để nằm như vậy đó, để nằm như vậy mới đúng nha. Khi mà anh em mình xài sử dụng để nằm như vậy ha, giống như cái vali vậy nè, có bánh xe nè, có tay nắm nè, anh em mình kéo đi. Đây thì người ta có hướng dẫn cho anh em mình nè, máy để nằm là đúng nè, còn để đứng là sai nha. Đấy thì anh em mình xài đúng theo cái nhà sản xuất người ta đưa ra thì nó là rất là bền nha anh em. Đấy rồi, dây này là dây 10m nha nè, dây này là dây em làm mới, tại vì những con này nè, nếu mà muốn kiếm dây zin theo máy của nó là nói chung là cũng hơi bị hiếm rồi anh em ha, hàng bãi mà nè. Đó, dây là dây em làm mới nha, em làm mới nè. Dây này em chọn loại dây mà tốt nhất, dây 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 ba lỗi, ba lỗi kẽm nè, rất là tốt nha. Đó, 10m nha nè, 10m nha. Đó, 10m, xài đầu nó nhanh cho anh em mình luôn. Đó, em gắn thêm cái đầu khớp nó nhanh cho anh em nữa, nó rất là tiện nha, anh em khỏi phải dặn đâu. Đó, anh em cứ đè này vô rồi anh em mình kết nối cái này vô là xong thôi nha, rất là dễ. Còn khi nào anh em mình không xài nữa, anh em bóp cái nó rút ra ha. Đó là em trang bị cho anh em cái đầu nối nhanh để cho anh em tiện sử dụng nha. Đó, dây này dây loại tốt, 10m nha anh em, 10m nha. Ấy thì cũng đầy đủ cho anh em mình về sử dụng thôi. Dây súng máy là đầy đủ hết, máy hoạt động tốt hết nha. Đó, con này là giá 2 triệu tư nha nè. Đấy rồi, bây giờ em sẽ test máy cho anh em mình coi nha. Đấy, test máy cho anh em mình coi luôn, máy móc thì chạy em ru, nước nôi thì bao mạnh cho anh em mình luôn. Thì anh em mình nào mà cần chi tiết thì có thể kết bạn Zalo với em nha. Anh em mình thấy không?
bắn nước ra cái xịt ướt máy tùm lum luôn. Rồi nói chung là chỉ test vậy thôi nha, còn em nào cần chi tiết nhiều hơn thì mình qua Zalo của em nha, em sẽ cho anh em mình cái chi tiết nó nhiều hơn có thể nha. Rồi còn ở trên clip thì em chỉ test như thế cho anh em mình coi thôi. Giá con này là 2.4 triệu nha anh em, 2.4 triệu anh em chuyển khoản đủ em bao ship nha. Đấy, giá 2.4 triệu chuyển khoản đủ em chung bao ship cho anh em mình luôn. Em lên mã cho nó luôn nha anh em. Lên tiếp mã là 69 anh em. Đấy. Ủa mã 70 chứ anh em, mã 70 nha, em lộn. Hồi nãy lên mã 69 rồi nè. Con này mã 70 nha anh em. Mã 70 nha. Mã 70, giá của nó là 2.4 triệu nha anh em, cho con rửa xe của Makita nha. Mã 70, giá 2.4 triệu nha. 2.4 triệu anh em. Rồi em qua con này nha, 2.4 triệu anh em. Đấy, con này chạy than nha anh em, chạy than nha. Giá 2.4 triệu anh em. Rồi, tiếp theo em lên cho anh em mình một con rửa xe bán công nghiệp anh em. Dòng này là dòng bán công nghiệp nha. Dòng này bán công nghiệp, được rồi, về hai con em bán hết con rồi anh em. Do con này nó không có dây em để lại thì bây giờ em đã làm dây xong xuôi hết rồi nha. Mã 70 71 anh em. Mã 71 thì con này em đã làm dây xong xuôi hết rồi nè. Con này dạng này là dạng bán công nghiệp nha anh em ha. Đó, con rửa xe của Ryobi. Đó, con này rất là gọn luôn nè. Anh em xài xong thì anh em con quấn dây cuộn vào trong này nè. Đó. Dây này là dây được rồi, em làm cái dây như là 15 mét hay gì đó nè, em cũng không nhớ là 10 mét hay 15 mét gì đó. Ai thì cái này, cái dây này nó có theo máy, em làm quấn vô đây sẵn hết rồi nè, giờ anh em mình xài mình kéo qua sử dụng thôi. Đấy, bên đây thì nó có cái tay cho anh em mình nè, khi nào anh em mình xả ra quấn xong thì mình bật cái tay nắm lên mình cuốn nó lại nha, rất là tiện nha nè. Đó, dạng là dạng máy lớn. Con này chạy từ nha nè, chạy từ nha, dạng này dạng máy bán công nghiệp anh em. Đó, con này hình thức đẹp lắm nha nè, đẹp lắm luôn. Ở đây nấm chỉnh áp nè nè, nấm chỉnh áp nha. Con này dòng này chạy từ nè, anh em thấy không, máy đẹp nha, súng siết đầu đầy đủ cho anh em mình về sử dụng thôi nha. Ghim điện là sử dụng thôi nè, điện 100V, điện 100V nha. Đấy, để em kiếm cái thông số của nó coi. Cái con này đặt rồi em có bán mà em quên thông số rồi nè, để em coi lại cái thông số của nó. Hình như là 1600W hay sao anh em, để em coi lại cái cho nó chắc. Con này điện 100V công suất là 1200W nha nè, 1200W nha, điện 100V công suất 1200W. Cái phía sau đó cái dây cũng rất là tiện và dài luôn nè, cái dây tầm khoảng 5m đó. Anh em xài xong anh em mình quấn lại ha. Quấn lại nó có đồ quấn dây nè, rất là tiện nha. Cái con này cái dạng bán công nghiệp nè, máy lớn, máy chạy từ nè, máy chạy từ nha. Đó, chạy từ công suất nó 1200 là nó bằng mấy con chạy than 1600 luôn anh em. Đó. Ở đây thì có cái tay nắm nè, như cái vali gì đó, anh em mình rút lên ha, rút lên đè xuống được nha, rút dài lên cao luôn. Đó. Hình thức máy còn đẹp nha anh em ha. Máy thì chạy im như chó chết luôn. Đấy. Rồi, em test máy cho anh em mình coi nha. Đấy, anh em mình cần chi tiết nhiều hơn thì qua Zalo nha. Thì trên clip này em chỉ test máy cho anh em mình thôi ha, chứ không có test nước được trên clip đâu nè. Rồi thì em bật cái máy cho anh em mình coi cái nha. Đó, máy chạy rồi đó nè, anh em không nghe tiếng được đâu ha. Máy chạy rồi anh em không bao giờ nghe tiếng được, nó chạy từ rất là im luôn nha nè, im ru luôn đó, không nghe một tiếng động nào luôn ha. Đó, vô nước vô tải thì anh em mình còn nghe được nhỏ nhỏ, chứ mà máy chạy không không có tải là anh em mình không nghe được luôn, nó chạy từ rất là im nha. Đấy, con này dạng bán công nghiệp nha nè, mã 71 nè, con này giá là 2.9 triệu nha, 2.9 triệu. Anh em chuyển khoản đủ em bao ship cho anh em mình luôn ha. Đó, của Ryobi nha nè, máy lớn máy to chạy từ như nè, dạng bán công nghiệp nha, rất là tiện, rất là gọn luôn nè. Đó, con này cực kỳ gọn luôn, từ dây viết đồ ha. Đó, nó quấn nó ghim đồ, thiết kế chỗ làm dây đầu rất là tiện nè. Rồi con này giá là 2.9 triệu, anh em chuyển khoản đủ em bao ship nha. Đó, chuyển khoản đủ bao ship, còn nếu mà COD cọc quá thì anh em phạt cọc giúp em 500.000 em mới đi đơn con này cho anh em mình được nha. Rồi thì cái clip hôm nay em lên tới mã 71 thôi nha anh em, thì em sẽ hẹn anh em mình vào một clip sau nữa nha. Rồi em chào anh em mình nha.